Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube Shiptoe FX. Mấy hôm nay là liên tục những video hướng dẫn hứng nước mưa này nọ ha. Nói chung làm khá nhiều đó, tuy nhiên hứng nước mưa lại hứng trong mùa nắng, thành ra đợi nó hơi lâu một tí. Thì hôm nay mình chuyển qua một cái kèo cho nó hợp thời tiết một chút xíu. Quay lại với cái kèo mà bươi móc đào bới các bạn ha. Thì là video thứ tư của cái series dậy sớm để đào coi. Đây, dậy sớm đào coi đâu. Nói chung cũng chia sẻ được mà mấy kèo đào rồi đúng không? Đâu mất tiêu rồi nè, đây. Đấy, thì cái kèo hôm nay mà hướng dẫn các bạn để đào đó chính là cái kèo One Network. Đối với thằng One Network này là mình có đăng ký 14 ngày rồi. Tuy nhiên mình mới đào được có một hai bữa gì ha. Thì dự định là test thêm vài hôm nữa mới chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên hiện tại cái thông tin về cái kèo One Network này đang rần rần quá. Trên mạng giờ nó rần rần quá, nhiều người chia sẻ đưa rất là nhiều thông tin. Thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ cho các bạn mấy cái thông tin mà mình có tham khảo. Nói chung là cũng tương đối chính xác đó. Để nhiều khi các bạn hiểu nhầm về cái thằng One Network này. Hiện tại có rất là nhiều trang web chia sẻ. Nói là cái thằng One này là khi mà đào có thể đưa lên trực tiếp lên sàn Binance bán luôn. Vì nó đã niêm yết sàn Binance rồi. Tuy nhiên không phải các bạn nha. Thằng Binance nó niêm yết và niêm yết cái đồng coi cũng là One coi đó. ONE nè, nhưng mà cái đây là cái coin của thằng Harmony chứ không phải là VKone đâu các bạn ha, đừng hiểu nhầm. Giá hiện tại của thằng Harmony thì nó cũng cao lắm, gần 0.17 đấy. Còn thằng VKone này là không phải nha các bạn nha, thằng này là của thằng One này và của VKone, nó chưa có bên sàn đâu. Lộ trình của nó dự kiến 2022 mới bên sàn. Giờ mình giả sử ha, thằng VKone hiện tại nè đăng ký và đào tốc độ cũng rất cao nha, 3.6 coi trên giờ, thì giả sử nhân cho 24 giờ đi, mỗi ngày đào được tới 86 coi đúng không, rất là nhiều ấy. Nhưng mà giả sử đúng như thế, như thông tin những bạn trên mạng chia sẻ thì giá là 0.17 đúng không, nhân 0.17 thì ra tới tận 15 đô một ngày, đâu ra mà thơm vậy, dễ ăn vậy đúng không. Biết là Europe với lại đầu coi và những cái kèo nếu mà vô thật á, thì rất là dễ ăn, rất là thơm. Tuy nhiên dễ nó cũng có mức độ thôi chứ không có dễ quá như vậy đâu bạn. Dễ quá thì ốc bu vàng đang hết rồi, không tới lượt anh em mình đâu. Thôi rồi, đó là một số thông tin chia sẻ cho các bạn thôi. Còn thật sự ra cái mạng mà One Network này đó, VKone đó, đó là một dự án rất là lớn, các bạn cũng rất là đáng để bỏ thời gian vào đào nó. Thì cái trang web chính của nó là VKone.com này. Đây là dự án rất là khủng. Tại sao khủng? Đó là dự án của Mỹ các bạn nha. Hàng Mỹ thì thường thường nó khủng, nó to đó. Đây các bạn có thể vô xem thông tin của nó. Trang chủ là VKone.com. Vô cái mục dịch vụ nè, thì đây là những cái sản phẩm của nó ha. Sàn giao dịch, rồi mạng xã hội, thương mại thì vân vân, rất là nhiều. Và lộ trình của nó các bạn kéo xuống cuối trang để tham khảo thêm. Đây, hiện tại chưa lên sàn đâu các bạn nha. Lộ trình này 2021 nè. Nói chung kèo này và cái kèo gân bò các bạn sẽ hầm hơi lâu chứ không có vô ăn liền được đâu. Kèo nào bị ăn liền thì mình làm cái clip hú gấp. Còn riêng kèo này thì các bạn cứ đào tàn tàn thôi. Tuy nhiên hiện tại cái tốc độ nó rất là cao, nên các bạn tranh thủ đào tương tự như thằng B Network hay là thằng T hay là thằng B ông vàng á, có chia sẻ các bạn rồi á. Thì do cái thằng này nó mới ra trong tháng 3 rồi thôi nên cái tốc độ còn rất cao. Thì bây giờ mình tranh thủ mình đào, tại sợ một thời gian sau á, thì chắc chắn tốc độ nó sẽ giảm như mấy thằng kia thôi, đúng không? Bây giờ đi trước đi, nói chung là đi trước thì có nhiều cái lợi ích. Và nếu mà xui xui thì đi trước thành việt sĩ thì không sao hết, đường nào cũng về Ba Mã thôi. Rồi bây giờ để đào cái coin này thì các bạn vào phần mô tả video, bấm vào đường link của mình chia sẻ để tiến hành đăng ký cái tài khoản các bạn ha. Đăng ký bằng số điện thoại. Rồi bấm tiếp tục. Giờ mình đăng ký trực tiếp cho các bạn xem luôn. Đơn giản thôi, nói chung cái clip này thì làm nhanh gọn. Chọn quốc gia nè, Việt Nam. Tốc độ cũng khá nha. Hồi xưa thằng B Network các bạn, B mà đồng B 3.14 á, thì nó tốc độ ban đầu cũng rất cao, nhưng bây giờ giảm rồi. Cái đó, cái kèo đó mình cũng chưa chia sẻ. Mình thì đào lâu rồi, mà tại thấy giờ người ta share nhiều, mình cũng chưa share. Nhưng mà hôm nào mình cũng phải cập nhật lại kèo đó cho nó trọn bộ với series đầu coi luôn. Rồi nhập số điện thoại thôi. Giờ mình đăng ký trực tiếp từng bước cho bạn xem không. Đăng ký một cái tài khoản nháp. Mật khẩu nó bao gồm 8 ký tự trở lên, chữ hoa, chữ thường và một ký tự đặc biệt các bạn.
số, chữ hoa, chữ thường và một ký tự đặc biệt. Các bạn điền số với lại chữ hoa, chữ thường thôi cũng được, để mình thử coi được không. Ồ, nó bắt phải một ký tự đặc biệt nữa này. Ký tự đặc biệt ví dụ như A cộng hay gì đó các bạn nha. Mục này điền họ và tên, lưu ý điền đúng tên nha các bạn, tại nó yêu cầu sau này KIC nữa mới rút được cái số COI ra. Ví dụ tên Trần Văn A thì cái mục tên đó các bạn điền là Văn A nha. Đây mình điền một cái ạc nháp đi thì Hoài. Đấy, họ và Trần. Ngay cái mục tên đăng nhập nè, các bạn điền cái nickname các bạn nha. Cái tên đăng nhập này cũng là cái mã để sau này bạn đi mời bạn bè đăng ký đó. Thì đây mình đặt là Kame B chẳng hạn. Đấy. Không trùng những người khác mà nha, trùng nó báo lỗi liền. Và còn đây là cái mã tự động, khi bạn bấm vào bên của mình và cái mã này là mã rep của mình, mã giới thiệu của mình, thì các bạn nhập cái mã này để vô nhóm của mình luôn nha các bạn nhé. Như vậy sẵn ủng hộ kênh luôn. Và đây cũng là cái mã bắt buộc do nó đang tạo cộng đồng. Rồi bấm gửi thôi và xong. Mỗi ngày vô bấm một lần. Thật ra cái kèo, cái trang VKOne này mình đã test cũng kỹ rồi các bạn. Mình có tra bên mấy cái trang, ví dụ như trên cái trang này nè, trang Scam Advisor, và một cái, đây là một cái trang web chuyên để dành đánh giá những cái trang web. Nó tự động kiểm tra nha các bạn nha, thông qua thuật toán đó, đó. Trang này cũng rất là nổi tiếng nha. Nó đi kiểm tra những cái trang nào có dấu hiệu lừa đảo hay không. Thì mình cũng có search sơ qua rồi. Và cái trang VKOne này và được đánh giá và cái điểm tin cậy rất là cao các bạn nha. Nên yên tâm. Với vậy mình lên mình coi cái dự án nó này nọ rất là ok. Hiện tại cái thằng server của thằng VKOne này đặt ở bang Arizona ở Mỹ. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Xong cái mục tạo tài khoản đó, bây giờ nó yêu cầu nhập cái email để xác minh cái tài khoản. Đấy. Rồi như vậy mà xong các bạn ha, nó sẽ gửi một cái email về trong cái Gmail của các bạn. Các bạn vào trong email các bạn bấm xác nhận là xong nha. Nếu mà trong hộp thư đến không có thì vô một thư rác nè, mình vô một thư rác mình mới thấy đó nè. Đấy, vô bấm vô cái đường link để xác nhận confirm lại cái email và xong. Rồi bây giờ quay lại đào như thế nào, mỗi ngày mình vô bấm một lần thôi các bạn. Bấm vào đây và tự động đào thôi. Hiện tại và nó đã có cái phiên bản cho Android rồi, tải app được rồi. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nên sử dụng cái phiên bản web luôn nha, để đào sau này đợi đi. Đợi sau này mà nó ra cái app chính thức, nói chung mà những cái phiên bản sau của app á, nó cái độ ổn định nó cao rồi mình hả bắt đầu tải app. Chứ giờ tải ít bữa mất công cập nhật nặng máy với chả được gì ha. Thì giờ đăng nhập trên web, các bạn lưu mật khẩu ở trên web luôn, rồi mỗi ngày vô web bấm một lần là xong. Tại nó cho đào trên web mà, mắc gì mình phải tải về máy làm chi cho cực đúng không. Đây thì bây giờ khi đăng ký tài khoản mới được tặng một coin và tốc độ ban đầu sẽ là 3.6 quan trên giờ. Thì các bạn vào mục 3 gạch ở bên góc trái bên màn hình nè, phía trên bên trái, bấm vào menu để chọn ha. Cái đây trong mục này các bạn có thể vào thông tin cá nhân, nó cho sửa tên trong vòng một lần duy nhất các bạn nha, trong vòng 13-14 ngày nè. Và các bạn có thể sửa lại tên thông tin chi tiết gì đó và vào trong đây bấm vào mục update này, cập nhật lại. Nếu các bạn lỡ mà điền sai tên á, thì vô đây sửa lại các bạn nha. Đây nó yêu cầu và phải sau này sẽ có KIC mới được á. Thì giờ bạn nào muốn thay đổi thì thay đổi, lưu ý chỉ được thay đổi một lần duy nhất các bạn nha. Rồi còn gì nữa không? Nhóm của bạn, nhóm của bạn là gì? Là cái mục này á, là những người mời bạn và những người được bạn mời. Đấy, nó là vậy thôi. Thì các bạn mời bạn bè để tăng thêm tốc độ nha các bạn nha. Cái cách mời thì các bạn vô đây này, vô ngay mục chia sẻ này, ngay đây. Bạn bấm vô một cái và copy nó ra đường link. Đây mình dán thử cho bạn xem ha. Đây, đường link như cái mã mời và cái mã tên đăng nhập. Nó vậy thôi, đơn giản thôi, không có gì khó khăn hết. Bạn nào muốn tải trực tiếp cái file về để cài trên điện thoại luôn á, thì có thể bên Google gõ VKOne file APK và nó có các bạn nha, dành cho điện thoại Android.
Tuy nhiên mình thấy cái version 1.1 của nó không ổn định mấy. Thật sự là mình có tải luôn rồi nè, đây cái file này nè, bạn nào cần thì inbox mình gửi qua cho, qua Zalo cũng được. Tuy nhiên nó không ổn định nên mình không có chia sẻ ha. Đợi khi nào mà có phiên bản ổn định rồi lúc đó mình thông báo cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thấy video bổ ích thì đừng quên like, share cũng như bấm subscribe kênh để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.